Chào các bạn, cái quạt của chúng ta cắm điện vào rồi nhưng bật công tắc thì nó không có quay ha. Nhưng khi chúng ta quay nhẹ cái trục là nó sẽ quay, nó hoạt động bình thường, là do cái cục K3 này nó đã bị hư rồi nè, nó không có kích cho cái motor nó quay được. Bây giờ chúng ta chỉ cần ra tiệm mua cái cục K3 có cái số UF này nè, tương đương với lại cái quạt của chúng ta, thay vào là nó sẽ chạy ngay. Khi chúng ta kích hoạt nhưng mà nó không có quay được nè, chúng ta làm quay lấy trớn là nó sẽ hoạt động bình thường. Khi mua cái K3 mới thay vào thì quạt nó đã chạy lại bình thường. Tạm biệt các bạn.